làm khỏe bằng cách làm sạch năng lượng. Cần tưởng tượng, tay bạn đang tỏa ra một dòng năng lượng, lòng tay là một cái đèn chiếu tỏa ra ánh sáng rất mạnh. Để làm mạnh hơn nữa, đầu tiên hãy nạp năng lượng ở vùng đám rối mặt trời phía dưới lồng ngực. Tốt nhất là làm bằng tay phải. Đạt được cảm nhận rõ ràng sự tỏa ấm của lòng bàn tay, hãy đưa tay lên bất cứ vùng nào của cơ thể. Ví dụ như vùng hông, nếu như bạn bắt đầu đưa tia ấm đến phía trên bề mặt vùng hông thì bạn có thể cảm nhận hơi ấm đi vào bên trong cơ thể của bạn. Với sức ấm năng lượng này có thể chữa được tất cả các cơ quan và các mô riêng lẻ của cơ thể, rửa sạch chúng và đưa chúng về dòng năng lượng bình thường. Về lợi ích của bài tập với sự giúp đỡ của tay, ta không chỉ bổ sung thêm năng lượng cho các cơ quan và các mô đen thiếu nó mà còn làm sạch, rửa chúng có những năng lượng tồi từ bên ngoài vào những năng lượng do quá trình viêm nhiễm và các trạng thái bệnh tật khác. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Mời bạn đăng ký kênh để nhận được thông báo các video mới nhất nhé. Mình chúc bạn thật nhiều sức khỏe và an vui.